Hôm nay thì mình sẽ tắm rồi lột da con mập, nhưng không phải để ăn nha các bạn. Nói vậy thì mập nó chửi mình chết luôn. Thực ra ếch cũng cần lột da để lớn, và thường nếu nuôi nước thì các bạn ít khi thấy trường hợp này bằng việc nuôi đất, bởi vì nếu cung cấp đủ ẩm thì những lớp da này sẽ rất dễ tuôn ra. Tuy nhiên nếu nuôi đất hoặc máy lạnh thì các bạn nên cẩn thận, bởi vì lớp da này nếu không bung ra thì nó sẽ khiến con ếch gặp rất nhiều về vấn đề sức khỏe đấy nha. Nên việc lâu lâu tắm cho con quỷ này thì rất là cần thiết. Da mà được dưỡng ẩm thường xuyên thì nó sẽ đẹp trai như tài tử Hàn Quốc vậy đó. Thực ra da ếch là một nơi rất là nhạy cảm và nó cần được đối xử một cách rất là thận trọng, bởi vì nó không chỉ giúp con ếch hô hấp, cấp nước mà nó còn điều chỉnh nhiệt độ để bảo vệ cơ thể con vật nữa đấy. Song với những loài cục xúc như con mập thì lớp da của nó đủ cứng để chịu được những cú cắn trả từ những con mồi luôn á. Và bọn này có thói quen rất thích là dùng cơ thể mập mạp của nó tông vào con mồi. Các bạn cứ thử tưởng tượng một con ếch gần 1 kg tông thẳng vào mặt xem sao, cũng ghê gớm lắm đó nha.